lại tiếp tục quay giỏ sách mẫu số 01 cho tất cả các anh em. Những anh em nào đang cần tìm mua một cái mẫu giỏ sách để đánh chiên đánh màu trần, mỗi mẫu này chỉ chiên đánh màu trần thôi nha anh em. Ở bên đây là những vị trí gắn nọc. Thì mẫu này nó lâu lên quanh khoảng tầm 800 ngàn thì anh em sẽ sở hữu được mẫu này. 800 ngàn, có khi lên xuống vài chục ngàn. Thì đây là cái học ở trên. Học ở trên này để được rất là nhiều đồ này. Cái ngăn này rất là to này. Anh em có thể bỏ giò, bỏ điện thoại, bỏ bóp tiền, bỏ hết, bỏ điện thoại vào đây luôn. Đóng lại. Đây là cái nút để dỡ lên dỡ xuống. Thì cái này tôi chưa có gắn cố định là bởi vì khi giao cho anh em là phải tháo cái này ra luôn để đóng gói cho nó dễ, nó không bị cấn. Đó, thì đây là quay sách bằng nhựa giả mây như thế này. Nó rất là bền hơn rất nhiều so với một cái cọng mây tự nhiên. Cọng mây tự nhiên chúng ta xài thời gian thì nó sẽ bị gãy, bị cúp. Còn đối với cọng mây nhân tạo này thì nó là đặc ruột cho nên nó rất là cứng, rất là chắc. Độ bền khá là cao so với mây tự nhiên. Đó. Thì một cái giỏ như thế này làm ở đây là cọng mây nhựa. Mây nhựa cho nên là anh em khi về là anh em có thể vệ sinh thoải mái, anh em xịt nước thoải mái. Nó rất chi là tiện và độ bền cũng như cực cao. Đó, cũng như là khả năng đàn hồi của nó rất là tốt nha anh em, không bị mối mọt theo thời gian. Thí dụ như cái giỏ mây bình thường á, nếu mà anh em sử dụng mà để nó bị vô nước, bị ẩm á, thì nó sẽ bị đen và nhanh mục. Còn đối với cái này thì anh em rửa nước thoải mái ha. Ở mặt trong á, thì có lắp cỏ sẵn như thế này, cống ăn cống uống để sẵn như thế này. Đó, thì anh em nào thích mẫu số 01 này thì cứ điện đến cho shop. Form này là form rộng nha tất cả cái này. Anh em có thể đi rừng 2-3 ngày trong một cái giỏ sách như thế này, trên mồi nó cũng rất là thoải mái. Nó xây trở, nó không bị hư cái lồng đuôi. Đó.